Chúa yên thì vô chùa, tiếng tiếng lên là tung tình
công chúa thượng thiên mẫu. Chị đã phía cô tử là Nguyễn Đức Chí, Nguyễn Quốc Hoa Huy, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đức Anh, hai công Nguyễn Ngọc ở bên Nguyễn Thị Quý và cũng rất nhiều là Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Tâm, hai công Nguyễn Chí Thiên, Lê Thị Quang cũng rất nhiều là Nguyễn Thị Kỳ Linh, Trần Ban Hạnh Phúc ở trần gian với chúng con được khỏe mạnh hạnh phúc sống thọ xuống trần gian đến tuổi đầu bạc năm năm để tránh được mọi rủi ro tai vạ trong đang chung mời chung thiên đường bộ đường không trên rừng núi non sông nước ở đâu cũng được trên vua cha bố mẹ độ dưới các tòa độ trì các quan tiếp độ phân thắng hốt con đại mẫu để mẫu thương con đại đệ tam thánh cô có ở Hàn Sơn linh từ con đại đức đại vương lên họ vực để ngài thật thương thẳng độ cho để ngài chính lễ ngài chính tâm ngài chính kim ngân cùng lời chỉnh cầu độ cho đồng chúng ta chúng con được sở cầu mà như lĩnh nguyện được tâm thành nam mô a di đà phật. Mọi người lễ nha, làm lễ nha.